phần trình diễn ảo thuật rất là ngoạn mục và hấp dẫn của ảo thuật gia Elvis Công. Chào Elvis Công. Chào Nam Lộc. À, lúc nãy tôi và Kỳ Duyên có nói đùa là Elvis Công có thể biến sóng to thành sóng nhỏ mà biến sóng nhỏ thành sóng lớn. Như vậy Elvis Công có thể biến tiền nhỏ thành lớn được không? Dạ được. Anh Nam Lộc có tờ giấy 100 đồng, 20 đồng gì không? À, để làm gì? Để tôi có thể biến được gấp 10 lần như vậy. Tôi kiếm có giấy 100 không? tôi chỉ có giấy 10 đồng thôi. Được rồi, cho tôi mượn 10 đồng. Vâng. Xin mời quý vị xem. Vậy thì hồi nãy Elvis Công có nói với lại Nam Lộc rằng biến gấp 10 lần, nhưng mà chưa nói với Nam Lộc là biến nhỏ hơn 10 lần hay là lớn hơn 10 lần. No. Thế bây giờ Công có thể không đâu có được. Bây giờ có cách nào mà biến lại cho lại trả tôi được không? Được rồi. Thưa quý vị, ảo thuật gia trẻ tuổi Elvis Công.